mà làm sao anh biết được là đây là điện thoại của em? Dạ, trong điện thoại của em có thằng của em. Ừ, ok, em lấy đi. Dạ, em cảm ơn anh. Anh có rảnh không? Em mời đi một nước. Ừ, sao anh cũng rảnh, mời mình đi. Dạ. Anh có thường ra đây chơi không? Thỉnh thoảng. Ủa mà nhà em gần nào? Dạ, cũng gần. Khoan anh, đợi cái em có điện thoại. Dạ mẹ con nghe. Dạ. Dạ 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 con về liền. Dạ. Anh ơi, dạ con cũng rất. Ừ, vậy thôi em cứ về. Nhưng mà em ngại. Không sao đâu, em cứ về đi, có gì mình sẽ gặp lại.